Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt. Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Sáng nay lại thêm một thông tin cực sốc cho người dân đại lục khi cơn bão số 2 cùng một trận vòi rồng lốc xoáy một lần nữa song kiếm hợp bích tấn công vào đảo Hải Nam của Trung Quốc, phá hủy hàng loạt các khu căn cứ quân sự, hải quân và không quân của Trung Quốc, thổi tung các tàu sân bay cỡ lớn cùng hàng ngàn các tàu đánh cá trái phép của Trung Quốc, gây thiệt hại vô cùng to lớn về người và của. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin chi tiết ngay sau đây. Dẫn lời Taiwan News đưa tin vào lúc 5 giờ 15 phút theo giờ địa phương, cơn bão số 2 sau khi quần thảo các tỉnh miền Nam thì bất ngờ quay đầu tiến về đảo Hải Nam của Trung Quốc. Dường như chúng không hẹn mà gặp, một cơn lốc xoáy ngoài Biển Đông cũng ập vào ngay sau đó khoảng 45 phút. Theo Cục Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, đây là lần đầu tiên khu vực này hứng chịu thảm họa kép như vậy, với sức gió vô cùng khủng khiếp lên đến 220 km/h, gió giật cấp 17. Trong video mà người dân quay lại được, mưa to phủ kín trời, sóng biển mạnh, biển động dữ dội, mạnh cấp 11, 12, giật cấp 13, 14. Kinh hoàng nhất là phía Biển Đông xuất hiện cơn lốc xoáy khổng lồ hình thành dưới dạng một vòi rồng lớn, tốc độ gió đạt 32 m/s, chỉ chưa đầy 5 phút đã quét qua thành phố Hải Khẩu và các khu vực lân cận như Đông Phương hay các huyện tự trị dân tộc Lê Bà Sa, Sương Giang, Nhạc Đông. Cơn lốc xoáy kinh hoàng đã thổi bay hàng ngàn tàu đánh cá trái phép của Trung Quốc đang neo đậu trên bờ. Kinh hoàng hơn là các tàu chiến nặng cả ngàn tấn mà Trung Quốc dùng để đi gây hấn, gây gổ với Việt Nam và các nước láng giềng cũng bị vòi rồng xé toạc và nhấn chìm. Ngoài ra, căn cứ hải quân Du Lâm khổng lồ của Trung Quốc là nơi có hạm đội tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân cũng như các tàu ngầm mà Tập Cận Bình cho đóng tại đây cũng bị phá hủy hoàn toàn, phá hủy tan tành khiến giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh đứng ngồi không yên. Mưa to gió lớn đã quật ngã cây cối, điện, đường, trường, trạm, cột đèn, nhiều phương tiện bị lật đổ, giao thông tê liệt, nhiều khu vực bị mất điện. Trong video, chúng ta có thể nghe được tiếng gió rít mạnh, sờn cả gai ốc. Theo thống kê ban đầu, bước đầu đã có 130 người chết, hơn 180 người bị thương, nhiều ngôi nhà bị hư hại. Nhiều địa điểm du lịch, resort và khách sạn sang trọng ở khu vực này cũng trở thành hoang tàn. Nhiều thiết bị viễn thông bị hư hại và một số khu vực bao gồm cả bệnh viện cũng bị mất điện. Cảnh tượng ngổn ngang không khác gì ngày tận thế. Cũng trong sáng nay, các lực lượng cứu hộ đã tiến hành sơ tán khẩn cấp 850.000 người dân đến nơi an toàn vì biển động quá mạnh tạo thành những cơn sóng cao từ 4 đến 5 mét. Cơ quan chức năng và một số người dân đã tiến hành chất hàng bao cát để đắp bè bờ chống sóng biển tràn vào. Cũng theo cơ quan khí tượng Hải Nam cho biết, tuy nơi này trước đó cũng từng trải qua hai cơn bão mạnh, nhưng thiệt hại do siêu bão số 2 và vòi rồng lốc xoáy này đổ bộ vào cùng một lúc gây ra thiệt hại rất nặng nề. Bởi đây là những cơn bão mạnh với sức hủy diệt lớn nhất đổ bộ vào hòn đảo này trong vòng hơn một thập kỷ qua. Sức gió vào thời điểm bão đi qua giật mạnh với vận tốc 185 pound, tương đương 226 km/h, khiến toàn bộ trường học và hệ thống giao thông trên đảo phải ngừng toàn bộ mọi hoạt động. Thưa quý vị, chứng kiến những siêu bão cứ lần lượt tàn phá Trung Quốc, các cư dân mạng đã bình luận rằng đây chính là nhân quả báo ứng dành cho giới chức ông Tập Cận Bình vì mưu hèn kế bẩn hòng xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải của các nước về tay Bắc Kinh. Chúng ta hãy cùng chờ đến ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc bị sụp đổ hoàn toàn trước sự phẫn nộ của mẹ thiên nhiên. Kính thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay tại thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam của Trung Quốc đã xảy ra liên tiếp hai trận động đất, trong đó trận lớn nhất mạnh 6,4 độ Richter. Trận động đất bất ngờ này đã khiến 4.400 người thiệt mạng và mất tích, hàng trăm người bị thương. Thảm họa này cũng phá hủy nhiều tàu, cơ sở giao thông, đường sắt và các cửa hàng, hệ thống tưới tiêu, cướp đi sinh nhai của người dân địa phương. Theo số liệu của Cục Địa chấn của tỉnh Tứ Xuyên cho biết, trong vòng gần một năm quay trở lại đây, tại tỉnh này đã xuất hiện và xảy ra 132 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên. Trong đó mạnh nhất là trận động đất 6 độ Richter vào sáng hôm nay, làm 14.400 người thiệt mạng và hơn 1.300 người bị thương. Trong khi đó, gần 60.000 người phải sống trong khu nhà tạm lều, bạt, nhiều trường hợp bị động đất phá nát, tan tành nhà cửa.
Bộ Y tế của Trung Quốc xác nhận trong số 4.300 người chết và mất tích thì nạn nhân thiệt mạng có 103 trẻ em, hơn 2.000 người khác bị thương, trong đó có 120 người đang nguy kịch. Cơn địa chấn cũng đã khiến 1.000 ngôi nhà bị sập. Hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người còn lại mắc kẹt dưới đống đổ nát. Lực tác động của cơn địa chấn đã gây ra hiện tượng hóa lỏng đất, khiến mặt đất ở tỉnh Tứ Xuyên hóa bùn và sụt lún, nuốt chửng hàng ngàn ngôi nhà cùng các tài sản. Thảm họa cũng phá hủy nhiều đoạn đường sắt, các cửa hàng và hệ thống tưới tiêu, cướp đi kế sinh nhai của người dân địa phương. Sáng nay, báo China Post đưa tin hàng trăm ngôi trường ở Tứ Xuyên bị hư hại vì thảm họa vẫn chưa được sửa chữa. Theo đánh giá của các tổ chức đo đạc thiệt hại thảm họa, tình trạng các cơ sở này vẫn rất nguy hiểm khi sử dụng. Buộc các em học sinh học trong phòng tạm và học chia ca. Trước đó, Ngân hàng Thế giới đã cấp cho Trung Quốc khoản vay tới 1 tỷ đô la Mỹ giúp đỡ chính quyền thành phố Tứ Xuyên khắc phục hậu quả thiên tai. Các cơ quan thăm dò địa chất Trung Quốc xác định tâm chấn động đất ở cách tỉnh Tứ Xuyên 90 km về phía đông và cách thành phố Trùng Khánh 47 km về phía tây. Đài truyền hình CCTV của Trung Quốc cũng đưa tin trận động đất đã làm ảnh hưởng đến 43 ngôi làng tại vùng này. Theo tỉnh trưởng của tỉnh Tứ Xuyên, ông Doãn Lực cho biết trận động đất đã khiến toàn bộ 4 ngôi làng tại tỉnh này bị phá hủy hoàn toàn. Theo Reuters đưa tin, thống kê thương vong thậm chí sẽ còn tiếp tục gia tăng do các nhóm cứu trợ vẫn đang tiếp tục nỗ lực tiếp cận và tìm kiếm những khu vực miền núi bị ảnh hưởng. Các đường dây điện thoại bị cắt đứt tại nhiều khu vực. Dẫn lời nhà chức trách tỉnh Tứ Xuyên cho biết, cập nhật vào lúc 7 giờ sáng thì đã có hơn 3.000 người thiệt mạng ở phía Tứ Xuyên và 1.501 người làm mất tích. Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc đã cảnh báo người dân tránh xa các khu vực có tòa nhà cao tầng và đề phòng lở đất do các đợt dư chấn tiếp tục tác động đến khu vực. Trận động đất mạnh 6 độ Richter, tâm chấn ở độ sâu 16 km, nhiều tuyến đường cao tốc bị đứt gãy. Trong khi đó, tuyến đường chính nối thành phố Nghi Tân và huyện Tử Vịnh đã phải đóng cửa trong vòng 1 tiếng đồng hồ sau khi động đất xảy ra. Đã có khoảng 16 người chết và 125 người bị thương do trận động đất gây ra. Con số này được cho là sẽ còn gia tăng, thì các công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang tìm kiếm khẩn trương. Lực lượng cứu hộ đã đưa các thi thể ra khỏi đống đổ nát và khẩn trương đưa những người bị thương đến các bệnh viện. Một gia đình 3 người bị mắc kẹt 8 tiếng đồng hồ đã được cứu ra, nhưng sau đó một người đã tử vong do chấn thương nặng. Hơn 40.000 người dân đã được bố trí chỗ ở tạm, 8 ngôi làng và thị trấn bị ảnh hưởng nặng. Các ngành chức năng của Trung Quốc đang huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và các nơi trong công tác cứu hộ, cứu nạn. Hệ thống cảnh báo sớm đã phát đi tín hiệu thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên khoảng 1 phút trước khi xảy ra động đất và tại Nghi Tân là khoảng 10 giây trước động đất. Các nghiên cứu tính toán nếu biết 10 giây trước động đất có thể sẽ giảm thiểu được khoảng 39% số người tử vong. Tứ Xuyên là nơi thường xuyên xảy ra động đất. Trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,9 độ Richter, sau đó khoảng 30 phút, một trận động đất khác xảy ra có độ lớn là 5,2 độ Richter. Sau trận động đất mạnh 6,6 độ Richter khác ở tỉnh Tứ Xuyên hôm qua, các nhân viên cứu hộ đã không ngừng tìm kiếm những người còn sống sót và đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát tại các khu vực bị ảnh hưởng. Sáng nay, một cơn dư chấn mạnh 6 độ Richter tiếp tục ảnh hưởng đến vùng giáp danh giữa Tứ Xuyên và Cam Túc. Kể từ sau khi trận địa chấn hồi đầu tuần, những khu vực từ Vấn Uyên đến Thành Đô liên tục phải hứng chịu hàng trăm cơn dư chấn gây lở đất ở nhiều nơi. Hiện tượng lở đất khiến nhiều con sông ở Bắc Xuyên bị dồn ứ và tạo thành hai hồ lớn. Mực nước tại đây đang không ngừng tăng lên và có thể vỡ bờ, gây nứt sâu bất cứ lúc nào. Và ngày hôm qua, những người dân địa phương, các đội cứu hộ, nhân viên y tế và quân đội đã nhanh chóng sơ tán khỏi Bắc Xuyên sau khi có tin nơi này sắp chìm trong lũ. Tuy nhiên, sau đó giới chức xác nhận hiện khu vực trên chưa bị nguy hiểm và lực lượng quân đội đã quay trở lại hiện trường để tiếp tục công tác cứu hộ. Trận động đất ở Tứ Xuyên hôm qua là cơn địa chấn kinh hoàng nhất Trung Quốc kể từ 3 thập kỷ nay. Vào tháng 7 năm 1976, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã san phẳng thành phố Đường Sơn ở miền Bắc Trung Quốc và cướp đi sinh mạng của ít nhất 270.000 người sống sót trong trận động đất phải vật lộn kiếm tiền. Hàng chục người đàn ông, đàn bà mải miết tìm kiếm trên một đống đổ nát ở thị trấn Thành Xuyên. Cảnh tượng trông giống như những ngày vừa mới động đất, nhưng cái họ tìm kiếm không phải là người thân. Họ tìm những mảnh vụn để bán, để mong có tiền, để mua đồ ăn và các nhu yếu phẩm khác. Đối với hơn 5 triệu người mất nhà cửa vì động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, con đường chông gai lo dựng lại cuộc sống quá dài và đầy thử thách.
thực phẩm và nước uống đã được chính phủ cung cấp tương đối đầy đủ, nhưng các lều bạt vẫn không đủ và vì thế nhiều người thiếu chỗ trú thân. Còn những yêu cầu dài hơi khác như việc làm và thu nhập vẫn là chuyện chưa được tính đến. Nhiều người sống sót không chỉ nhờ chính phủ, họ tìm cách để kiếm sống ngay từ bây giờ, cũng như những thành phố hay thị trấn đổ nát khác. Người dân Thanh Xuyên, một thị trấn ở phía bắc của tỉnh, phát hiện ra rằng các công ty tái chế cần thu mua những mảnh kim loại lấy ra từ những tòa nhà đổ nát. Đứng trên đống gạch và bê tông cao ngất, nơi từng có một tòa nhà cao 3 tầng, anh Mao, 37 tuổi, mải mê tìm kiếm những mẩu kim loại. Thấy một đầu sắc nhọn, anh tìm cách lấy nó lên và được cả một thanh thép dài cong veo. Động đến cái gì cũng tiền. Nhà tôi thì đã sập và tôi chẳng còn có gì nữa. Tôi cần tiền mua các thứ như muối và dầu ăn. Anh Mao, 37 tuổi, dáng thấp đậm, mặc chiếc quần đùi màu cam và đi đôi găng tay màu cháo lòng nói. Bên cạnh Mao là cô vợ 33 tuổi, họ Phan đang đào bới bằng tay trần. Cả hai đã cật lực làm việc trên đống đổ nát này từ lúc tờ mờ sáng. Ngay cả trước khi động đất, chúng tôi cũng đã nghèo lắm, cô kể khi ngừng tay một lát. Anh ấy không có việc làm cố định, chỉ làm vớ vẩn thôi. Khi đó anh Mao kiếm được chừng 5 đô mỗi ngày, giờ thì ngần ấy cũng chẳng có. Đúng là đối với những sự việc như thiên tai, thảm họa, mưa bão, lũ lụt thì chỉ có những người dân nghèo và những người dân thấp cổ bé họng mới là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Còn những người gây ra những tội ác đó, đó là ông Tập Cận Bình và giới quan chức Bắc Kinh thì vẫn đang chăn ấm, đệm êm. Hy vọng rằng ông trời có mắt trừng trị những kẻ độc tài, ác độc không chỉ với người dân của họ mà với cả thế giới, điển hình như ông Tập Cận Bình. Và thông tin trên đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.